Vâng, xin chào bà con. Rất vui được gặp lại bà con trong buổi tối ngày hôm nay. Như thường lệ, buổi tư vấn trực tuyến của chúng tôi vào 20 giờ tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên kênh Do Tút chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và trên trang fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, với nội dung tư vấn cho bà con những khó khăn trong quá trình chăn nuôi cũng như những khó khăn trong quá trình khống chế dịch bệnh để giúp cho bà con nâng cao được cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi cũng như là trong quá trình sản xuất nông nghiệp và có được những cái kiến thức phục vụ trong quá trình chăn nuôi cũng như là trong quá trình khống chế dịch bệnh. Vì vậy, nếu bà con nào chưa có thời gian hoặc là không có thời gian theo dõi buổi tư vấn trực tuyến trong buổi tối ngày hôm nay hoặc là trong buổi tối ngày hôm nay theo dõi không liên tục thì bà con hãy đăng ký vào kênh Do Tút chuyên gia Phạm Ngọc Thạch để xem lại tất cả những cái nội dung mà chúng tôi tư vấn trực tuyến trong buổi tối ngày hôm nay, và rất mong bà con theo dõi và ủng hộ trong cái chương trình tư vấn trực tuyến của chúng tôi. Vâng, trong cái mục mà lướt báo của người chăn nuôi thì hôm nay chúng tôi muốn tư vấn cho bà con hoặc là cùng bà con chúng ta thảo luận một cái vấn đề trong cái quá trình chăn nuôi, đó là cái bệnh mềm xương ở gia súc. Thế vậy thì cái bệnh mềm xương hay còn gọi là bệnh xốp xương, và bệnh này thường xảy ra đối với gia súc trưởng thành, đặc biệt là gia súc đang thời kỳ mang thai hoặc là còn gọi đang thời kỳ có chửa và đang thời kỳ nuôi con. Do thiếu chất khoáng, đặc biệt là canxi, phốt pho cũng như là vitamin D, và từ đó ảnh hưởng tới cái chất lượng xương. Và tại sao lại như vậy? Trong quá trình mang thai cũng như là trong quá trình nuôi con, nếu mà cái hàm lượng khoáng cũng như là vitamin D được đưa vào cơ thể thiếu, hay là nói một cách khác là khi cơ thể thiếu canxi, phốt pho và vitamin D thì cái lượng canxi trong máu sẽ bị giảm, và khi mà lượng canxi trong máu ở trong máu giảm thì nó ảnh hưởng rất lớn tới cái quá trình cung cấp cái hàm lượng canxi để cho bào thai, cũng như là cái lượng canxi mà đưa vào sữa giảm, và chính vì đó cơ thể phải huy động canxi, phốt pho, hay là nói một cách chung nhất là huy động khoáng từ trong tủy xương ra ngoài máu để tạo khung xương cho bào thai cũng như để đưa ra sữa nuôi cho đàn con, và chính vì vậy làm cho cái tủy xương thiếu các cái tế bào xương mà làm cho xương xốp và xương bị mềm, dễ bị gãy và dễ bị biến dạng. Như vậy thì khi mà xương bị xốp, xương bị mềm, dễ gãy, dễ bị biến dạng thì sẽ gây nên các cái rối loạn vận động. Cái rối loạn vận động ở đây là biểu hiện, hay nói cách khác là hậu quả của cái hiện tượng này là con vật sẽ bị què, hoặc nặng thì con vật sẽ bị liệt, có thể là liệt cả, có thể là liệt một chân, liệt hai chân, có thể liệt cả bốn chân. Và nếu mà liệt kéo dài thì thường gây nên kế phát một số các cái bệnh khác, ví dụ như đối với các cái gia súc khác thì kế phát viêm ruột, kế phát viêm phổi, kế phát liệt bằng quang. Thế còn đối với châu bò, ngoài các cái bệnh kế phát mà chúng tôi vừa nêu thì còn có hiện tượng kế phát mà trứng hơi đỏ cỏ. Do vậy con vật chết ở đây là chết do bệnh kế phát. Chính vì vậy trong quá trình chăn nuôi để mà khống chế được cái hiện tượng này, để khống chế được cái hiện tượng này thì bà con chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Thế vậy thì khi mà gia súc bị bệnh mềm xương thường có cái biểu hiện ở ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà thường là có cái thời gian kéo dài nhất, con vật chưa có các cái biểu hiện lâm sàng rõ ràng, chỉ thấy con vật lười vận động, sau đó là có hiện tượng là la liếm đền chuồng hoặc là rũi đền chuồng hoặc là ăn các cái gạch đất hoặc là gặm các cái đồ vật xung quanh. Và chính vì vậy ở cái giai đoạn này con vật thường kế phát viêm ruột tiêu chảy,
Và do cái viêm ruột tiêu chảy thì rất nhiều cán bộ chuyên môn thường là nhầm lẫn trong cái giai đoạn này, và khi mà điều trị thì chủ yếu là điều trị viêm ruột tiêu chảy mà không bổ sung cái hàm lượng khoáng cũng như vitamin D. Do đó mà khi con vật mà khỏi tiêu chảy thì dẫn đến hiện tượng què và hiện tượng liệt. Thì đấy là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn bệnh tiến triển. Thì ở giai đoạn này con vật biểu hiện các cái triệu chứng lâm sàng rất là rõ, cụ thể là con vật bị què, các khớp chân sưng to và thường là có cái hiện tượng rối loạn vận động, đi lại khó khăn, và đối với chó thì thường có hiện tượng là đi bàn hoặc là các loại da súc khác, thì thường có cái biểu hiện giảm canxi huyết. Thế vậy cái biểu hiện là giảm canxi huyết ở đây là con vật có hiện tượng co cứng, chảy nước dãi và sau đó có cái hiện tượng co giật. Và với cái triệu chứng này thì đặc biệt đối với chó, nhiều cán bộ chuyên môn thường chẩn đoán nhầm đó là bệnh chó dại, hoặc là một số trường hợp là chẩn đoán đó là con vật bị cảm cúm, và cứ dùng cái thuốc mà giảm sốt làm cho con vật cho đến khi tiêm, cho đến khi con vật mà hạ huyết áp và hạ thân nhiệt và con vật chết. Thì đấy là cái giai đoạn mà giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn cuối cùng của bệnh. Thì ở giai đoạn này là ý biến dạng của xương, đã có sự biến dạng của xương, cụ thể như là xương sống cong queo, xương sống xương ống vặn vẹo, và con vật bị liệt kéo dài. Mà khi mà con vật bị liệt kéo dài thường kế phát một số các cái bệnh như tôi vừa nêu, ví dụ như là viêm phổi, ví dụ như là liệt bằng quang, ví dụ như là đối với châu bò gây chứng hơi thở khó. Và nếu chúng ta không điều trị tích cực thì con vật sẽ chết, và ở cái giai đoạn này là con vật có tỷ lệ chết cao, và chết chủ yếu là do các bệnh kế phát. Cho nên trong quá trình chăn nuôi để mà khống chế được cái hiện tượng mềm xương thì bà con chúng ta cần phải lưu ý mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là trong khẩu phần thức ăn là phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, và các cái chất khoáng là phải được cân đối. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất mà cần khán giả bà con cần lưu ý. Thứ hai là phải định kỳ bổ sung vào khẩu phần thức ăn các cái chất khoáng và cái vitamin A, D, E dưới dạng premix. Thì định kỳ đây là gì? Cứ mỗi tháng một lần, và mỗi một lần từ 5 đến 7 ngày. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là trong quá trình chăn nuôi phải chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ và khô ráo. Thì đặc biệt là ở những cái gia súc đang mang thai thì cái việc bổ sung vitamin khoáng cũng như là vitamin ADE cần phải thực hiện tốt và cần phải làm thường xuyên. Và để khắc phục được cái hiện tượng mềm xương, hay nói một cái khác là con vật đã có đã mắc bệnh và có cái biểu hiện mà rối loạn vận động như tôi nêu ở trên, thì bà con chúng ta cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là cái khâu hộ lý. Thì cái khâu hộ lý ở đây là chúng ta cần phải lưu ý là khi con vật bị què hoặc là con vật bị liệt thì phải dùng cái chất độn chuồng để cho con vật nằm ở trên cái chất độn chuồng đó. Thứ hai là thường xuyên trở bình cho con vật. Thứ ba, dùng các loại dầu nóng để xoa bóp cái vùng chân bị liệt. Và thứ tư, như ý là thứ tư là trong trường hợp mà con vật đang nuôi con mà con ăn được thì phải tách con. Còn con chưa ăn được thì phải hạn chế cái số lần bú trong ngày. Và đối với châu bò thì cần phải làm gióng để cho châu bò đứng, chứ nếu không thì sẽ kế phát và bị chứng hơi dở cỏ, mà con vật chết rất nhanh do cái chứng hơi dở cỏ. Thì đấy là cái khâu hộ lý bà con chúng ta cần phải tiến hành. Và khâu thứ hai là dùng thuốc. Thì việc điều trị ở đây là phải bổ sung trực tiếp cái canxi cũng như phốt pho và vitamin D vào máu. Cụ thể là dùng cái chế phẩm glucolat canxi 10% hoặc là cái chế phẩm nhá, hoặc là cái chế phẩm canxi cloruro 10%. Một trong hai cái chế phẩm này là tiêm chậm vào tĩnh mạch nhá, tiêm chậm vào tĩnh mạch, và liều lượng tùy theo các loại gia súc
và theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thì đây là hai chế phẩm mà tác động trực tiếp vào máu, có cái hiệu quả tác dụng rất là nhanh mà rút ngắn được cái liệu trình điều trị. Thì đấy là cái chế phẩm thứ nhất. Thế còn cái chế phẩm thứ hai là vitamin D. Như vậy là vitamin D thì đối với người thì người ta thường là tách riêng cái vitamin tan trong dầu như A, D, E, K. Nhưng đối với gia súc thì người ta thường kết hợp ba loại, đó là A, D, E. Vì vậy mà cái A, D, E này sẽ sử dụng tốt nhất là bằng biện qua hai dạng, dạng cho uống hoặc là dạng chuẩn thức ăn hoặc là dạng tiêm. Thì bà con chúng ta dùng cái dạng tiêm là có tác dụng nhanh nhất và có tác dụng tốt nhất. Thì đấy là bổ sung chất khoáng canxi phốt pho dưới cái hai cái dạng chế phẩm là glucolat canxi 10% hoặc là canxi cloro 10% và vitamin ADE. Như vậy thì để tăng cường cái chương lực cơ cũng như bồi bổ thần kinh thì bà con chúng ta cần phải dùng thêm hai ba loại thuốc, đó là vitamin B1 kết hợp với vitamin B12 và kết hợp với strychnine sulfate. Ba loại thuốc này tiêm bắp cho con vật ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và cái vấn đề lưu ý ở khi dùng cái đơn thuốc này thì bà con chúng ta cần lưu ý là đối với gia súc mà đang mang thai thì không sử dụng strychnine sulfate, bởi vì sử dụng nó thì sẽ gây nên sảy thai, cho nên chỉ sử dụng vitamin B1 và sử dụng vitamin B12. Thế còn trong trường hợp mà không mang thai thì sử dụng thêm cái strychnine sulfate thì nó có tác dụng là hồi phục cái bệnh rất là nhanh và kéo và rút ngắn được cái liệu trình điều trị. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai mà cần lưu ý. Và vấn đề thứ ba, nếu mà con vật có các cái bệnh kế phát thì ví dụ như kế phát viêm phổi thì phải dùng thuốc điều trị viêm phổi, kế phát viêm ruột thì phải dùng thuốc điều trị viêm ruột, và kế phát liệt bằng quang thì phải dùng thuốc để tăng cường cái co bóp của bàng quang. Thì đấy là các cái biện pháp mà khắc phục đối với cái trường hợp mà mềm xương của gia súc. Và trên thực tế thì đối với gia súc cũng như là ví dụ như chó, lợn và trâu bò thì hay có cái hiện tượng mềm xương, đặc biệt là ở cái thời kỳ đang nuôi con và ở cái thời kỳ đang mang thai. Vậy ở cái thời kỳ đang nuôi con thì thường gặp là những gia súc mà có cái lứa đẻ nhiều hoặc là những gia súc mà đẻ nhiều con trong một lứa. Và cái bệnh mềm xương đây ảnh hưởng rất lớn tới cái hiệu quả chăn nuôi cũng như ảnh hưởng rất lớn tới cái tình trạng sức khỏe của con nai. Vì vậy bà con chúng ta trong quá trình chăn nuôi cần phải lưu ý định kỳ và thường xuyên bổ sung các cái chất khoáng cũng như các cái vitamin ADE và một số các cái biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng tốt để hạn chế được cái hiện tượng mềm xương trên gia súc, từ đó nâng cao được cái hiệu quả chăn nuôi cũng như là nâng cao được cái năng suất sinh sản đối với vật nuôi. Vâng, sang cái phần thứ hai là trả lời trực tuyến đối với cho bà con, thì xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi tập hợp và chúng tôi sẽ trả lời cho bà con. Khán giả Lê Thanh Quân có câu hỏi: thầy cho em hỏi thỏ nái ăn rau cỏ gì là tốt ạ và cách chăm sóc thế nào ạ? Vâng, đối với thỏ nái thì thức ăn của thỏ có rất nhiều và rất đa dạng. Ví dụ như là các cái loại cỏ, các loại cỏ trồng, ví dụ như cỏ di lê hoặc là cỏ mần trầu, hoặc là một số các cái loại rau, ví dụ như là lá sắn, rồi cỏ thường, hoặc là cái lá, ví dụ như là một số những cái lá như là lá ổi, lá chè xanh, hoặc là cái lá mà có tác dụng rất là tốt để điều trị cái hiện tượng mà đi kết lị, đó là mà lá mơ lông vân vân. Và ngoài những các cái cỏ và những cái lá đó thì nó còn ăn được các cái củ quả. Vì vậy mà trong quá trình chăn nuôi thỏ thì anh cũng như bà con hay là khán giả cũng như bà con chúng ta sử dụng được rất nhiều các cái loại thức ăn.
nhưng để mà có cái hiệu quả cao và trong quá trình chăn nuôi lớn ấy, thì bà con thường nên lưu ý là sử dụng cái cây cỏ, ví dụ như cỏ voi và cỏ dinê trồng, thì đây là những loại cỏ mà cho cái sản lượng rất là cao, cũng như là chất dinh dưỡng trong hai loại cỏ đó rất là tốt, và từ đó mà nó giúp cho thỏ được sinh trưởng phát triển cũng như nâng cao được cái năng suất sinh sản đối với thỏ. Khán giả Dương Vĩnh Thái, thầy cho em hỏi có phương án chăn nuôi nào để giảm nguy cơ rụng lông ở ngan không ạ? Vâng, thì đối với cái hiện tượng rụng lông của ngan nó có mấy cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là yếu tố môi trường, tức là trong cái môi trường chăn nuôi, đặc biệt là cái khu vực chuồng nuôi cũng khu vực chăn thả mà thường xuyên ẩm ướt bẩn thì cũng gây nên cái hiện tượng là rụng lông. Thứ hai là cũng thể là từ cái môi trường chăn nuôi ẩm bẩn đấy mà ảnh hưởng tới hay bị nhiễm một số các cái vi khuẩn, đặc biệt là cái vi khuẩn sinh mổ mà gây nên cái hiện tượng là rụng lông cánh và lông ống. Thứ ba là do thiếu các chất khoáng và vitamin, đặc biệt là vitamin D, thì đấy là thứ ba. Và thứ tư là có thể do tác động một số các cái yếu tố khác. Cho nên để mà hạn chế được cái hiện tượng rụng lông đối với ngan cũng như là vịt thì bà con cũng như anh cần phải lưu ý. Thứ nhất là chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, và phải giữ cho cái chuồng nuôi hoặc cũng như là cái môi trường chăn nuôi không được có cái độ ẩm cao và không có được cái nhiệt độ thấp và không được ẩm ướt thường xuyên đối với khu vực chăn nuôi, thì đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là định kỳ bổ sung vào khẩu phần thức ăn khoáng cũng như là vitamin, đặc biệt là vitamin A, D, E và cái vitamin tổng hợp dưới dạng polymix. Thì định kỳ ở đây là cứ mỗi tháng một lần, và mỗi lần từ 10 đến 15 ngày. Thì đấy là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là trong quá trình chăn nuôi thì phải đầy đủ thức ăn, là phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, và thức ăn phải phù hợp từng cái giai đoạn tuổi cho ngan. Từng cái giai đoạn tuổi cho ngan. Thì đấy là vấn đề thứ ba mà anh cũng như bà con cần phải lưu ý. Thế vậy thì khi mà có hiện tượng đó xảy ra thì bà con khắc phục như cái phần mà phòng bệnh tôi nêu, đó là phải gì? Vệ sinh chuồng nuôi thường xuyên và giữ chuồng nuôi thường xuyên sạch sẽ và khô ráo, thì đấy là cái bước thứ nhất. Và thứ hai là bổ sung vào khẩu phần thức ăn polymix khoáng, vitamin là A, D, E và vitamin tổng hợp, nhưng cái lượng là phải gấp 2 lần so với cái lượng mà phòng bệnh mà như tôi nêu ở trên. Đồng thời ngoài cái việc mà bổ sung các cái khoáng đó thì bà con có thể bổ sung thêm cái khoáng vi lượng, ví dụ như là iốt đua kali hoặc là coban. Đồng thời sử dụng thêm những cái thức ăn mà cái gọi là cái thức ăn bổ sung, thì cái thức ăn bổ sung trên thực tế có rất nhiều các dạng, và chủ yếu ở đây là có các cái vitamin tổng hợp, vitamin ADE, các chất khoáng và các cái nguyên tố vi lượng cũng như là các cái chất dinh dưỡng. Ví dụ như trong trường hợp là thức ăn bổ sung như là ginseng hoặc là chế phẩm 007 hoặc là thức ăn là đỏ tích kích màu bung lông bật khượng, thì đấy là những cái chế phẩm mà có tác dụng rất tốt để hạn chế cũng như là để điều trị cái hiện tượng rụng lông, và đồng thời để diệt cái vi khuẩn bội nhiễm thì bà con có thể là dùng cái Ampicoli hoặc có thể là dùng cái Amoc trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày liên tục từ 3 đến 5 ngày. Khán giả Mạnh Hùng có câu hỏi, thầy cho em hỏi lợn 40kg không sốt, ăn uống bình thường, tổng đàn 30 con nhưng chỉ 2 con bị
đi phân lỏng là bệnh gì ạ? À, vâng, cái hiện tượng mà đi phân lỏng như vậy thì có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là có thể là do nhiễm cái vi khuẩn đường ruột. Cái việc nhiễm vi khuẩn đường ruột thì có 3 loại mà thường hay gây nên cái hiện tượng viêm ruột tiêu chảy đối với lợn. Đó là E. coli và Salmonella và cái vi khuẩn nhiễm khí là Clostridium perfringens. Thế đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Và cái nguyên nhân thứ hai là có thể là do virus. Thế vậy thì nếu mà do virus thì cái hiện tượng tiêu chảy rất là nặng và thậm chí con vật còn có cái hiện tượng là chướng bụng. Thì còn trong trường hợp mà nếu mà do nhiễm khuẩn thì con vật phân thường lỏng và sền sệt. Thì đấy là các cái biểu hiện. Hoặc có thể là do nhiễm cầu trùng thì cũng gây nên cái hiện tượng tiêu chảy. Và trong trường hợp mà do vi khuẩn gây nên thì tùy theo cái loại vi khuẩn mà có thể là cho cái triệu chứng khác nhau và đặc biệt là cái tính chất phân khác nhau. Ví dụ như nếu mà do E. coli thì phân thường có hiện tượng là màu vàng bột khí, còn nếu mà do Salmonella thì có hiện tượng là phân màu sệt, sền sệt hoặc là màu sữa. Còn nếu mà do vi khuẩn nhiễm khí thì thường là phân lỏng và đen và như nước vân vân. Để khắc phục cái hiện tượng trên thì anh cần phải lưu ý, thứ nhất là phải giữ ấm cho đàn lợn. Thì giữ ấm ở đây bằng cách là sử dụng cái chất độn chuồng hoặc có thể là sử dụng cái sạp tre sạp gỗ để góc chuồng để cho lợn nằm trên sạp tre sạp gỗ hoặc là trên cái chất độn chuồng mà không tiếp xúc trực tiếp cơ thể tới nền chuồng mà gây rối loạn tiêu hóa mà bệnh càng nặng thêm. Và song song cái việc mà sử dụng cái chất độn chuồng hay là cái sạp tre sạp gỗ thì còn phải dùng thêm cái đèn hồng ngoại có tác dụng sưởi ấm rất là tốt và đồng thời cũng là một trong những cái tác động mà để tăng cường cái quá trình trao đổi chất và tuần hoàn cục bộ, vì vậy nâng cao sức đề kháng đối với lợn. Thứ hai là dùng thuốc đặc trị đối với trường hợp mà bệnh. Như vậy tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp do vi khuẩn E. coli hoặc là Salmonella thì anh có thể dùng là Chlorpheniconazole 20% hoặc là Enzofloc 20% hoặc là Quinoline hoặc là Thiamphenicol hoặc là Chlor 45% La micro cộng vân vân tiêm cho lợn vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì dùng những chế phẩm có Septifur như Sep 5.0 hoặc Biosep hoặc Sep Cat 7510 tiêm cho lợn liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và nếu mà có kèm theo cả ghép cầu trùng thì phải dùng thuốc điều trị cầu trùng, ví dụ như Diclacoc hoặc là Tontarugin hoặc là Prococ hoặc là Biococ cho heo uống liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn trong trường hợp mà nếu mà do vi khuẩn nhiễm khí thì anh cũng như bà con cần phải dùng cụ thể là cho lợn uống Amoc 50 hoặc Amoc 75. Đồng thời với việc tiêm thì cái việc tiêm ở đây là có thể là dùng là Ampicoli hoặc có thể là Ampicana hoặc có thể là dùng Ampicillin hoặc có thể là dùng Amoc La để tiêm cho con vật. Đồng thời với việc mà sử dụng kháng sinh như vậy thì cần phải dùng thuốc để trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như là vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần, dùng men tiêu hóa để tăng cường quá trình tiêu hóa thu và để cân bằng cái hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa, dùng men tiêu hóa và đặc biệt là phải bổ sung nước và chất điện giải, ví dụ như là ringer lactate hoặc là dung dịch nước muối sinh lý. Nếu mà có điều kiện thì tiêm vào xong phúc mạc cho lợn, còn nếu không thì pha cái điện giải vitamin kết hợp với vitamin tổng hợp và vitamin ADE hòa với nước cho lợn uống tự do hàng ngày.
với phác đồ chiên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn lợn như anh hô giảng. À, khán giả Thư Như, thầy cho em hỏi phác đồ chữa bệnh APV, vaccine APV sử dụng như nào? Vâng, cái APV là virus cho nên là cái chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, hay nói cái khác là chưa có thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu. Vì vậy mà cái việc điều trị ở đây chủ yếu là điều trị triệu chứng và điều trị bệnh ghép và nâng cao sức đề kháng cho con vật. Cụ thể là xử lý môi trường chăn nuôi, thứ nhất là thay chất đồn chuồng và đồng thời dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Thứ hai là giữ chuồng nuôi luôn sạch sẽ và thông thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông. Và thứ ba là giãn cái mật độ nuôi, thì đấy là cái môi trường chăn nuôi cần phải cải tiến hoặc là cải thiện. Đồng thời dùng nước tỏi cho toàn bộ đàn gà uống, mà nước tỏi đây là theo chúng tôi là sử dụng như chúng tôi đã nêu thường xuyên là 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước gạn lấy nước trong cho gà uống tự do và bã tỏi trộn vào khẩu phần ăn. Thì cái tỏi này cũng có tác dụng rất tốt kết hợp với thuốc mà để nâng cao sức đề kháng và cũng khống chế được cái virus và tác động đối với cơ thể. Và thứ ba là dùng thuốc để điều trị cái vi khuẩn bụi nhiễm hoặc là vi khuẩn kê phát, ví dụ như là dùng timicosin hoặc là cefotaxin hoặc là doxy 50 hoặc là flodoxy hoặc là tetramycin hoặc erythromycin trộn vào khẩu phần ăn hoặc là pha với nước uống. Còn những trường hợp mà gà bị viêm nặng, bị bệnh nặng thì có thể là dùng những loại thuốc mà diệt ký vi khuẩn kế phát hoặc vi khuẩn bụi nhiễm tốt như là lancospec hoặc là lancspec hoặc là zantatilo tiêm cho gà, cùng với việc là dùng điện giải glucocaxit thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp và kết hợp với thuốc giải độc cẩn thận để cho gà uống tự do. Thì đấy là cái phác đồ điều trị khi mà gà mà mắc bệnh. Thế còn trong trường hợp cũng có thể nó ghép IV, thì trong trường hợp này thì sử dụng cái kháng thể gum tiêm cho toàn bộ đàn gà liên tục 3 ngày liền. Và sau khi mà sử dụng kháng thể gum 3 ngày liên tục thì dùng cái vaccine đa giá NDV nhỏ cho toàn bộ đàn gà với liều gấp 2 lần so với liều phòng. Thì đấy là trong trường hợp mà điều trị. Chứ còn để mà phòng thì người ta thường là cái sử dụng cái vaccine tác động cho đàn gà vào cái khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày tuổi người ta sử dụng. Thế vậy là tùy theo các cái chế phẩm vaccine mà có thể là người ta sử dụng theo cái quy trình khác nhau. Cho nên trên thực tế để mà có một cái quy trình sử dụng vaccine để phòng bệnh này có hiệu quả cao thì bà con cần khi đi mua vaccine thì cần phải hỏi nhà cung cấp vaccine hoặc là hỏi những cái cán bộ chuyên môn hướng dẫn cho hợp lý và sử dụng có cái hiệu quả cao. Khán giả Luân Phan có câu hỏi, thầy cho em hỏi lợn lái nhà em bị bại liệt 2 tháng rồi, chữa mãi không khỏi, thầy có thuốc gì không? Vâng, cái hiện tượng bại liệt đối với lái như đấy là đấy là cái bệnh chung mà chúng tôi thường gọi đó là cái hiện tượng mềm xương. Đó, thì mềm xương này thường xảy ra khi mà con lợn đang mang thai, nái đang mang thai hoặc là đang nuôi con. Nên về cái biện pháp điều trị như hôm nãy tôi nêu là rất là chuẩn rồi. Thì nếu mà theo dõi lại cái phần mà chúng tôi cái phần đầu mà trao đổi với bà con là bệnh mềm xương ấy. Và tôi nhắc lại là cái việc điều trị ở đây là tốt nhất là phải bổ sung canxi trực tiếp vào cơ thể. Đó là dùng gluconat canxi hoặc là dùng canxi cloro 10% tiêm chậm vào tĩnh mạch. Nhưng đối với con nái to thì ít nhất một ngày là phải 10 đến 20ml cho một con trong một ngày. Chứ nếu mà dùng ít thì nó hiệu quả nó không cao. Và phải kết hợp với cái thuốc mà những đại tôi nêu là thuốc để tăng cường cái trương lực của cơ và bồi bổ thần kinh. Và trong trường hợp có điều kiện thì
có thể dùng thêm cái biện pháp là điện châm, nhưng chắc biện pháp điện châm của các bác các anh và bà con chúng ta không thực hiện được, mà chỉ thực hiện theo đúng cái hai cái bước mà chúng tôi nêu. Thứ nhất là bổ sung trực tiếp canxi phốt pho vào máu và bổ sung trực tiếp ADE, cũng như là dùng thuốc để tăng cường trương lực cơ và bồi bổ thần kinh, đồng thời với việc là dùng thuốc và dùng cái dầu nóng để xoa bóp cái vùng bị liệt. Khán giả Trần Hà, bác cho cháu hỏi, bò mẹ sinh con 2 tháng rồi, ló ra một ít dịch trắng trong bằng đầu đũa dài khoảng về 10cm nhưng không thấy nó trồm lên con khác, biểu hiện đó có phải là lên giống không ạ? Vâng, cái đối với bò thì sau khi sinh nhá, đối với bò sau khi sinh thường là 3 đến 5 tháng thì có biểu hiện động dục trở lại. Thế vậy trong trường hợp mà bò của nhà khán giả mà được 2 tháng mà có cái biểu hiện như vậy thì cũng có một số trường hợp mà nó động dục trở lại rất là sớm, có thể là sau khi sinh 2 tháng hoặc là 3 tháng. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi là khán giả cần phải kiểm tra lại. Thế vậy cái kiểm tra lại là gì? Là đưa cái con bò đó chăn theo trong đàn, hoặc nếu có điều kiện là có thể là tiếp xúc với bò đực để mà kiểm tra cái biểu hiện động dục. Có những trường hợp là biểu hiện động dục nó rất là kín, nó không bộc lộ mạnh mẽ như là các cái trường hợp khác. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi tốt nhất khán giả bổ sung các chất khoáng vitamin ADE dưới dạng Primix và đồng thời cho bò vận động và kết hợp với bò tiếp xúc với con đực giống, chỉ để mà phát hiện được cụ thể và chính xác hơn. Và khi mà phát hiện là cái bò động dục thì cần cho bò phối giống vào cái thời điểm thích hợp, tức là cái thời điểm mà bò chịu đực. Và khi phối giống thì cần phải phối kép, tức là phối 2 lần hoặc có thể là phối 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 6 đến 12 giờ thì sẽ có cái hiệu quả, hay là cho cái hiệu quả mà tỷ lệ mà đậu thai cao. Khán giả Kiên Nguyễn, bác cho cháu hỏi, cháu bắt lợn chạy về cần tiêm loại vaccine nào? Vâng, khi mà bắt lợn ở trại thì trại tôi cũng nói là không biết trại gì, thì có rất nhiều các trại, có thể là trại thương phẩm hoặc là trại của tư nhân, hoặc có thể là ở các cái trung tâm cung cấp giống cho, thì đấy là rất nhiều các cái đối tượng. Thế vậy thì căn cứ vào đâu để mà sử dụng các vaccine một lần? Thứ nhất là khi mà mua thì cần phải biết rõ nguồn gốc và phải có giấy tờ cụ thể. Giấy tờ cụ thể đây là giấy kiểm dịch và đồng thời là cái giấy mà đã gì chứng nhận đã tiêm những loại vaccine gì nhá, đã tiêm những loại vaccine gì. Thế còn thêm sau khi mà mua về thì chị cũng khán giả cũng như bà con thì cần phải tiêm những loại vaccine mà cái trang trại đó nhá, tiêm loại vaccine mà những trang trại đó chưa tiêm, hoặc có thể là tiêm lại những cái vaccine mà mặc dù trang trại đó đã tiêm rồi nhưng mà cái giai đoạn cần phải tiêm thứ cần phải tiêm lại thì khán giả sẽ tiêm. Và vậy là cái việc tiêm ở đây nó tùy thuộc vào cái trang trại bán lợn cho chúng ta đã tiêm những loại vaccine gì, mà muốn biết được thì phải có cái giấy kiểm dịch và phải có cái giấy chứng nhận đã tiêm loại vaccine gì. Thế còn nếu mà chưa xác nhận được thì theo chúng tôi là trong trường hợp này là phải nên tiêm một số các cái loại. Thứ nhất là bệnh dịch tả, thứ hai là bệnh tai xanh, thứ ba là bệnh lở mồm long móng, thì đấy là cái ba bệnh mà chúng ta cần phải tác động về, bởi vì là ba bệnh này thường là hay xảy ra và trong cái điều kiện nha, trong điều kiện tình hình dịch bệnh hiện nay thì thường hay xảy ra đối với ba bệnh này, và ba bệnh này xảy ra thì gây thiệt hại rất lớn trong quá trình chăn nuôi. Khán giả Trần Mạnh Huy, ngan được 4 ngày tuổi, chết
khô chân, thầy cho em hỏi cách điều trị. Vâng, khi 4 ngày tuổi tức là đang thời kỳ uốm, và đang thời kỳ uốm này có thể xảy ra hai bệnh. Thứ nhất là bệnh thương hàn, thứ hai là bệnh do Ecoli. Thế vậy thì khi mà thương hàn với Ecoli đều gây nên hiện tượng tiêu chảy, và nếu mà tiêu chảy nhiều thì nó mất nước thì chân sẽ khô. Vì vậy trong trường hợp này thì theo chúng tôi là khán giả cần phải lưu ý mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái nhiệt độ trùng uốm, nhiệt độ cái quẩy uốm. Nhiệt độ cái quẩy uốm hoặc cái nhiệt độ trùng uốm là phải đảm bảo cái nhiệt độ. Ở cái giai đoạn này là nhiệt độ nó phải là 32 đến 33 độ. Nếu mà thấp cái nhiệt độ hoặc là nhiệt độ không đủ so với cái yêu cầu thì thường xảy ra cái viêm ruột tiêu chảy, hay là cái bệnh đường cô tiêu hóa, hay là cái bệnh mà do E. coli hoặc là Sanmo như là. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất mà cần lưu ý. Và vấn đề thứ hai là phải cho gan sử dụng các cái loại thuốc sau đây. Thứ nhất là cái loại thuốc uống. Thì trong cái loại thuốc uống đấy nó có các chất dinh dưỡng, có các cái vitamin tổng hợp và có gluco, và trong đó cũng có một lượng cái kháng sinh để điều trị dự phòng các bệnh gây tiêu chảy, ví dụ như E. coli và ví dụ như là Salmonella. Thì đấy là cái thứ nhất mà phải sử dụng cái thuốc uống để cho ngan uống hàng ngày. Và thứ hai là bổ sung vào thức ăn hoặc nước uống một trong các loại thuốc sau đây, ví dụ như là Chlorphenicol 10%, hoặc là Thiamphenicol 10%, hoặc là Chlor 20, hoặc là Chlor 45, hoặc là Enzo Flux. Thì đấy là một trong những loại thuốc mà có tác dụng rất tốt đối với E. coli cũng như Salmonella, gây cái tiêu chảy đối với Nga. Và đồng thời bổ sung thêm các cái vitamin tổng hợp, ví dụ như là multivit C hoặc là polyvitamin hoặc là supervita, cùng với vitamin A, D, E và đặc biệt là điện giải vitamin. Những thuốc này hòa với nước hoặc là trộn vào khẩu phần ăn cho ngan ăn hoặc là uống liên tục 10 đến 15 ngày. Khán giả Bùi Thủy, thầy cho em hỏi dê bầu có tiêm vaccine được không ạ? Và tiêm loại nào? Vâng, theo cái nguyên tắc sử dụng vaccine thì người ta không sử dụng vaccine cho gia súc đang mang thai. Nhưng tất nhiên trong cái giai đoạn hiện nay, cái công nghệ vaccine rất phát triển, do vậy mà một số loại vaccine có thể tiêm được cho cái gia súc đang mang thai. Tôi lấy ví dụ như trong trường hợp đối với lợn, có thể tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả cũng như phòng bệnh tụ huyết trùng khi mà lợn chữa được 75 đến 80 ngày tuổi, hoặc là để mà phòng bệnh E. coli, người ta có thể tiêm cho lợn trước khi sinh 3 đến 4 tuần, hoặc là phòng bệnh dạ dày thì tiêm vaccine cho lợn trước khi đẻ 3 tuần, hoặc là sử dụng vaccine Boehringer để phòng bệnh tai xanh cho lợn mà đang cái thời kỳ mang thai. Thế vậy là đấy là do cái công nghệ vaccine. Thì còn tất nhiên đối với dê, thì hiện nay là chưa có vaccine nào mà tác động khi mà dê đang mang thai mà được an toàn. Do vậy theo chúng tôi, khi mà dê đang mang thai thì chúng ta chưa dùng, chứ không phải là không dùng, chưa dùng vaccine. Ví dụ như là vaccine tụ huyết trùng, vaccine viêm ruột hoại tử, hoặc là vaccine phòng bệnh đậu. Thì đối với dê hiện nay có 3 loại vaccine như vậy. Thì khi mà dê đang mang thai thì chúng ta không tác động đối với không tác động vaccine, bởi vì là khi tác động một trong các loại vaccine này thì dễ gây nên cái hiện tượng sảy thai. Khán giả Giang Sao Dũng ở Cốc Ly, Bắc Hà, Lào Cai có câu hỏi: gà con dưới 1 tháng thở không ra tiếng, mắt nhắm, gầy, yếu, chết, bỏ ăn, xù lông, xã cánh, đã bị 3-4 ngày, sử dụng thuốc không khỏi, cho em hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, cái hiện tượng mà thở khó và hiện tượng ngắt đớp khí thì đấy là cái bệnh ORT nha. Và chúng tôi thường gọi là cái hiện tượng là
viêm đa xoang đối với gà. Và đây là cái hiện tượng mà viêm rất nặng ở hầu hết các cái hệ thống hô hấp của gà. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi là khán giả cần phải lưu ý, thứ nhất xử lý lại cái môi trường chăn nuôi, tức là thay chất độn chuồng, chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng, mùa đông thì phải giữ ấm cho gà và mùa hè thì cần phải thông thoáng chuồng cho đàn gà. Thì đây là cái thứ nhất mà cần lưu ý. Thứ hai là sử dụng một trong các cái loại thuốc sau đây, ví dụ như dùng timicosin hoặc là erythromycin hoặc là doxy 50 hoặc là flodoxy, hòa với nước hoặc là trộn vào khẩu phần ăn cho gà ăn hoặc uống liên tục 5 đến 7 ngày. Thế còn trong trường hợp mà bị bệnh nặng thì có thể là sử dụng một trong các loại thuốc sau đây để tiêm, ví dụ như là cefotaxin hoặc là zantatilo, hoặc có thể là dùng lancospec để tiêm cho gà. Cùng với việc mà sử dụng các loại kháng sinh để diệt mầm bệnh thì còn dùng cái thuốc để giảm ho hoặc là giảm cái hiện tượng hen khẹt, đó là bromensin hòa với nước cho gà uống theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và nếu có điều kiện nữa thì sử dụng thêm cái thuốc giảm viêm và giảm kích ứng của vách phế quản, đó là prednisolone. Thì prednisolone này thì nên mua ở hiệu thuốc nhân y một vỉ 10 viên tán nhỏ trộn cùng với cái kháng sinh mà tôi vừa nêu ở trên cho gà uống hoặc là gà ăn, và cứ một vỉ 10 viên dùng cho hai tạ gà. Với cái phát đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên cái đàn gà như khán giả mô tả. Khán giả Nguyễn Trọng Dũng ở Xuân Hưng, Thọ Xuân, Thanh Hóa có câu hỏi: chim bồ câu chuẩn bị đến ngày đẻ bị dập trứng, cho uống thuốc gì và khắc phục như thế nào được ạ? Vâng, thì cái hiện tượng mà dập trứng ở đây thì theo chúng tôi nó có mấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do cái tác động cơ giới, tức là những cái tác động stress mà làm cho bồ câu sợ hãi. Do vậy là cái dập trứng ở đây tôi không hiểu là cái dập trứng là khi nó đẻ ra rồi nó dập trứng, hay là dập trứng ở trong cái trong buồng trứng, thì khán giả nêu không rõ thì tôi cũng không biết. Thế vậy còn trong trường hợp mà chuẩn bị nói là chuẩn bị đẻ mà dập trứng thì có thể là dập trứng ở trong buồng trứng. Thế vậy thì cái việc mà dập trứng trong buồng trứng nó có mấy nguyên nhân gây nên. Thứ nhất là do E. coli, thứ hai là do Salmonella, thứ ba là do cái hội chứng giảm đẻ. Thì vậy là ba những cái lý do đó thì sẽ gây nên cái hiện tượng ảnh hưởng của buồng trứng và ảnh hưởng của dập trứng. Thế vậy thì nếu mà cái hội chứng giảm đẻ thì phải là tác động mà bằng vaccine, chứ còn thì nếu mà không tác động vaccine mà xảy ra rồi thì không có cái biện pháp khống chế. Thế còn nếu mà do E. coli hoặc là do Salmonella thì trong trường hợp này thì sẽ sử dụng một trong các loại thuốc như sau, đó là dùng Ampicoli hoặc là dùng Enzoflox hoặc là Fluphenicol hoặc là Flodoxy hoặc là Thiamphenicol trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày, hoặc pha với nước uống cho bồ câu ăn hoặc là uống liên tục từ 5 đến 7 ngày, và đồng thời bổ sung thêm cái Primic khoáng cũng như là vitamin A, D, E dễ dạng Primic nha. Primic khoáng và vitamin A, D, E dễ dạng Primic, và bổ sung thêm cái tetra siêu trứng thêm. Với cái biện pháp trên sẽ khống chế được cái hiện tượng như khán giả vừa nêu. Thưa bà con, sang cái khán giả Trường Phạm, thầy cho em hỏi thuốc bổ gà đẻ dùng loại dạng bột tốt hay là dạng nước tốt? Thuốc bổ anh nói thì khi gọi là thuốc bổ thì nó có mấy nhiều loại, ví dụ như là cái vitamin như vitamin nấm B như là B complex, thì đấy là cái thứ nhất, hoặc có thể là vitamin B1, hoặc là trong trường hợp là vitamin ADE, hoặc là trong trường hợp là vitamin tổng hợp, hoặc một số các cái dạng khác. Thì nó có mấy vấn đề.
Nếu mà gà mà ăn được thì theo chúng tôi là bổ sung vào khẩu phần ăn là tốt nhất, nó sẽ tận dụng được cái thức ăn, nó sẽ ăn nhiều và nó tận dụng được cái lượng thuốc bổ được nhiều nhất. Còn trong một số trường hợp nếu mà cái mức độ ăn hoặc là gà ăn mà không được tốt thì có thể là phải pha với nước uống, bởi vì là gà có thể không ăn nhưng mất buộc phải uống nước nha, không ăn nhưng mất buộc phải uống nước, nó phải là sử dụng cái dạng nước. Nhưng trên thực tế là cái việc mà sử dụng thuốc bổ cũng như là thuốc điều trị khi mà bổ sung cho đàn gà thì anh cũng như bà con cần phải lưu ý là pha, nếu pha với nước chỉ 1/3 cái lượng nước uống hàng ngày, hoặc là với thức ăn, trộn với thức ăn thì 1/3 cái lượng thức ăn hàng ngày để cho gà ăn hết cái lượng thức ăn mà có cái thuốc bổ đó, hoặc là cái lượng nước uống mà có cái thuốc bổ đó, rồi sau đó mới bổ sung nước tiếp theo và bổ sung cái thức ăn tiếp theo. Có như vậy thì mới đủ cái lượng hoặc là cái hàm lượng mà cần bổ sung cho đàn gà thì mới có hiệu quả. Vâng, sang phần cuối cùng của cái buổi tư vấn trực tuyến thì chúng tôi mới giới thiệu cho bà con một cái chế phẩm rất mới với cái công nghệ mới và có cái hiệu quả điều trị rất cao, đặc biệt là trong cái giai đoạn lạnh ẩm, mưa ẩm mà thường xảy ra cái bệnh ở đường hô hấp, ví dụ như là hen suyễn, ví dụ như là viêm phổi ở đàn gia súc, đặc biệt là lợn, hoặc là cái hiện tượng hen khẹt đối với đàn gà. Đó là cái chế phẩm nha, đó là chế phẩm Flo 45 LA micro cộng. Thế vậy thì đây là một cái mà chế phẩm mới cũng như là cái công nghệ mới giúp cho cái tác động của thuốc được kéo dài và bảo quản được thuốc được kéo dài. Và đây là loại thuốc mà có tác dụng rất tốt đối với việc mà điều trị bệnh hen suyễn nha. Hen suyễn của lợn, hen suyễn đây có nghĩa là hen của gà, suyễn của lợn. Thứ hai là viêm phổi, thứ ba là điều trị bệnh phó thương hàn, và thứ tư là bệnh xoắn khuẩn hay còn gọi là bệnh nhấp tô hay còn gọi là bệnh nghệ, và bệnh đóng dấu nha, bệnh đóng dấu, bệnh viêm vú, viêm tử cung, sốt sữa vân vân, hay còn gọi là cái hội chứng MMA, cũng như là cái bệnh E. coli gây viêm ruột tiêu chảy hoặc là phù đầu. Vậy đây là một cái chế phẩm mới của công ty phát triển đầu tư Sakan, và một cái chế phẩm mà sử dụng cái công nghệ mới và cái công nghệ cao. Do vậy là tôi giới thiệu cho bà con chúng ta lưu ý mà trong quá trình chăn nuôi thì cần khi mà vật nuôi mà bị một trong các cái bệnh mà chúng tôi vừa nêu trên thì bà con chúng ta cần phải cần không phải là phải nên đó cần và nên sưu tầm cái chế phẩm này để mà điều trị, nâng cao cái hiệu quả điều trị cũng như là giảm cái chi phí, giảm giá thành trong quá trình điều trị. Vâng, cuối cùng rất cảm ơn bà con đã tham gia cái buổi tư vấn trực tuyến của chúng tôi, và như tôi nêu ở trên là hàng tuần cái buổi tư vấn trực tuyến của chúng tôi vào 20 giờ thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Vì vậy mà để mà theo dõi các cái nội dung trong quá trình mà chăn nuôi, bà con gặp những khó khăn khống chế dịch bệnh cũng như là trong cái quá trình chăn nuôi thì xin bà con hãy tham gia vào cái kênh YouTube chuyên gia Phạm Quốc Thạch hoặc là trang fanpage phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quốc Thạch để mà theo dõi những cái buổi tư vấn trực tuyến của chúng tôi với mục đích để nâng cao cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi và khống chế dịch bệnh. Một lần nữa rất cảm ơn bà con và chúc bà con một buổi tối tốt lành.